Khi có mặt tại sân bay để chuẩn bị rời Hungary ngày 1 tháng 6, Taylor đã bị nhiều cổ động viên bao vây và lăng mạ. Thậm chí, những kẻ quá khích đã hô lớn, giết hắn ta đi và ném chai nước về phía trọng tài người Anh cùng gia đình. Vì thế, cảnh sát buộc phải vào cuộc và hộ tống Taylor vào phòng riêng tại sân bay. Sau khi vị vua áo đen này được đưa vào phòng riêng, một người hâm mộ thậm chí đã ném một chiếc ghế về phía cảnh sát đang đứng bảo vệ Taylor và người nhà. Truyền thông Italy gọi sự việc là vụ hỗn loạn Taylor và cho rằng Jose Mourinho phải chịu một số trách nhiệm trong việc tạo ra bầu không khí căng thẳng như vậy giữa các cổ động viên Roma. Cơ quan quản lý trọng tài chuyên nghiệp Anh ra thông báo rằng tổ chức này kinh hoàng trước hành vi lạm dụng phi lý và ghê tởm nhằm vào Taylor và gia đình khi họ cố gắng về nhà sau chung kết Europa League.